Vừa qua, lần đầu tiên tại Việt Nam, YouTube đã tổ chức siêu lễ hội hóa trang YouTube Creators Carnival nhằm vinh danh 25 nhà sáng tạo nội dung ngắn nổi bật nhất trên nền tảng này trong năm 2023. Tiêu chí trao giải cho các nhà sáng tạo video ngắn nổi bật dựa trên 3 yếu tố: tự do sáng tạo, kết nối cảm xúc và đa dạng hình thức kiếm tiền. Được biết, đêm hội diễn ra tại MCV Complex đã quy tụ hơn 600 nhà sáng tạo nội dung YouTube Short đến từ MCV Network và các đối tác chiến lược nội dung hàng đầu của YouTube tại Việt Nam. Từ năm 2021, MCV Group trở thành đối tác mạng đa kênh MCN của YouTube với hệ thống hơn 650 kênh, đang gần 1 tỷ lượt xem trên nền tảng này mỗi tháng. MCV đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đa kênh, dẫn đầu mạng lưới nội dung ngắn trên nền tảng YouTube trong 3 năm tới.